Lúc sinh thời, cha tôi cụ Hà Duy Chất hay làm thơ. Ông đã viết một tập thơ có tựa đề Thơ Quê, để phần nào hiểu được tình cảm của ông đối với đất nước, quê hương, gia đình. Mà đặc biệt là mẹ tôi, cả một đời phải gồng gánh bão giông, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai để cùng ông nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bài thơ Bàn Tay được viết ra từ trái tim ấm nóng, được khắc họa bằng tình thương yêu cảm động sâu sắc qua những vần thơ mộc mạc mà chứa đựng ân tình. Sự trào dâng cảm xúc ấy được thể hiện qua giọng ngâm Hà Duy Phong với một niềm thành kính để tri ân công đức của cha và món quà kính dâng mẹ nhân ngày mừng thọ mẹ 85 tuổi. Con dâu bảo cha làm nhiều thơ, sao không có bài thơ nào về mẹ? Ta mỉm cười nói khẽ, thơ về mẹ cha viết rất nhiều. Riêng mẹ con cha dành chữ yêu, để mãi trong tim cha là được. Bởi làm thơ lời nào tả hết, ca ngợi mẹ con, cha viết gì đây? Thời tuổi trẻ thì đã đi qua, nay già rồi có gì là đẹp? Có một điều cha nay mới viết, cầm bàn tay mẹ, nước mắt cha rơi. Tay của cha nhỏ nhỏ thon mềm, mà tay mẹ gầy khô cứng sáp. Cha biết rằng qua bao khó nhọc, bàn tay mẹ vất vả bởi chồng con. Không có việc gì mẹ con không làm, kể cả khi cha đau tay mẹ con năn bóp. Bàn tay ấy làm sao mềm được, mà khô dây bời tình thương. Con dâu bảo cha làm nhiều thơ, sao không có bài thơ nào về mẹ? Ta mỉm cười nói khẽ,
thơ về mẹ cha viết rất nhiều. Riêng mẹ con cha dành chữ yêu để mãi trong tim cha là được. Bởi làm thơ lời nào tả hết ca ngợi mẹ con. Cha viết gì đây? Thời tuổi trẻ thì đã đi qua, nay già rồi có gì là đẹp. Có một điều cha nay mới viết, cầm bàn tay mẹ nước mắt cha rơi. Tay của cha nhỏ nhỏ thon mềm, mà tay mẹ gầy khô cứng sáp. Cha biết rằng qua bao khó nhọc, bàn tay mẹ vất vả bởi chồng con. Không có việc gì mẹ con không làm, kể cả khi cha đau tay mẹ con năn bóp. Bàn tay ấy làm sao mềm được mà khô gầy dây bời tình.